Cường ơi, mày biết tin gì chưa? Vụ gì? Cái bà bán bún cá đầu ngõ nhà tao ấy, mày biết không? Mày làm sao mà biết được mày đã ăn đâu? Nhưng mà vấn đề nhá là bà đấy là bà ế quá nên là quyết định là bỏ mì chính thay cầm xương. Bà sao sao liên tục? Mà quan trọng nhá, quan trọng là cái ông hàng xóm nhà tao, bà ăn xong rồi không hiểu sao quên luôn cả mình có vợ rồi, đi cặp bồ. Hảo Án, hôm qua vừa bị đánh ngay đầu ngõ luôn. Tao phải mà bún cá mới được. Vớ va vớ vẩn, nhưng mà nghe sợ nhỉ? Nhưng mà thèm nha. Thêm bún cá. Đi à? 10 bát, đi luôn. Hôm nay ăn gì? Và hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại bún cá Hương Thủy ở địa chỉ là 14 Nguyễn Trung Trực, hoặc các bạn có thể đến 35 Hồng Phúc để tìm thấy quán bún cá mở 24 giờ này. À không, 22 giờ. Mở từ 5 giờ chiều tới 2 giờ chiều hôm sau. Đúng rồi. Đây là cái quán địa chỉ yêu thích của mình, đây là một chỗ hàng bún cá ít ỏi mình ăn ở Hà Nội. Thế à? Ồ, và chủ yếu là trước đây mình ăn buổi đêm. Ăn buổi đêm thấy đông lắm luôn ấy. Tại vì cái kiểu quán mở đêm phục vụ các dân chơi về. Đúng rồi, nó rất thuộc cái trục mà từ phố cổ đi ra, các bar đi ra đoạn này ấy, nó rất thuộc cái trục đấy luôn. Và quán này thì mình được chị Sophie Anh. Sophie Anh là một người rất đam mê bún cá hàng này, đã chỉ cho mình và từ đây trở đi thì mình chỉ ăn hàng này thôi. Yo. Còn mình thì đây là lần đầu tiên mà mình được ăn bún cá ở đây luôn á mọi người. Lần đầu tiên, bình thường mình toàn ăn bún cá ở Hải Phòng thôi. Trời ơi mọi người, nhìn bọn tôi đợi quay mà bây giờ cái bát bún cá chúng tôi nó trương lên luôn rồi ấy. Ui, nó bị trương ấy mọi người. Thực ra là không, đây là bánh đa cá chứ. Bánh đa cá. Thực ra là cái lượng bánh đa hay bún ở trong bát này nó không quá nhiều đâu, nhưng mà nó trương là một đấy lâu ấy. Đấy, còn đó. Bún thì mình thấy là có vẻ là cũng không trương mau lắm. Đây, bún bị hạt nhưng mà cũng bún ra. Mình thấy lượng bún cũng vừa phá thôi, nó không thể là kiểu quá nhiều đâu. Còn một bát của bọn mình thì có giá đầy đủ là giá 50, còn bình thường là 45. 40, 45 gì đấy. Anh đấy bận thì có gọi thêm một bát lòng cá, với lại là anh sẽ cho mình hai bát nước chấm, một bên là xì dầu này. Xì dầu, với lại là một bên là sẽ là nước mắm chua ngọt ấy. Đó, các bạn có thể thích ăn kiểu nào thì có thể ăn. Một điểm cộng nhá, ấn tượng đầu tiên của mình là quán bún cá này cắt miếng cá to phết nha. Dày nha, chứ không phải kiểu mỏng mà bẹp bẹp đâu. Nhưng cho vào nước nó không bị ỉu nhanh. Đúng rồi. Nó vẫn là cái độ cứng và độ giòn như thế. Cả một khúc luôn, mọi người nhìn độ dày này. Ngon quá. Nãy mình vừa thử nước xong, mình thấy là nước dùng ở đây nó sẽ chua chua ngọt ngọt thanh thanh nha. Không biết. Được rồi nhá. Là bún cá nhiều nơi họ làm nó kiểu chua kiểu dầm bỗng ấy. Còn đây họ tiết chế độ chua lại, nó sẽ nhiều không bị ngọt ngọt hơn. Này mày phải ăn thử cái lòng đi, thè cái lòng ở đây gọi là spotlight. Thế á? Ngon lắm. Mày cá ngon nhỉ? Ngon. Kiểu nó to bà đấy mọi người, xong cắn một cái là ngập răng này, xong vỏ ngoài nó giòn giòn nhá, bên trong lại không bị ngấm nước. Còn mình bận mình để một lúc rồi nhưng mà nó không bị ngấm nước, nó vẫn giữ được cái giòn ấy. Không bị bở. Đúng rồi. Cá chắc nha, thịt cá rất là chắc luôn. Ngon nha. Nhưng mà mỗi tội là cái cá đây, cá nước ngọt nên nó sẽ hơi nhiều xương răm nên là ăn phải nhớ nghe nha mọi người nha. Không còn hóc á. Ăn ở lòng nên mày thè luôn, tao giới thiệu lòng liên tục đấy rồi. Cái buồn trong người nha mày. Cái lòng cá đây ngon nha, đúng là Nam Cường giới thiệu chuẩn uy tín của nó. Dai dai, nó giòn giòn, nó sật ý. Ăn hay cực, nó ăn hay hôi. Cực mọi người. Đúng rồi, không bị hôi, cái không bị tanh. Tươi, nó vẫn còn giữ ở đấy. Trông ngon thế nhở. Thôi, mày gọi thêm một bát 50.000 lòng cá. Ở đây thì có cả trứng nữa, nhưng mà trứng ở đây thì mình có đánh giá không cao. Tại vì nó cứng và nó bỏ. Đó. Thực ra trứng nó có theo mùa, nhưng mà mình tưởng không hay gọi trứng. Ừ, ngon đấy. Không có ngon nha. Không thật mọi người. Ở trong này là người ta sẽ luôn luôn dùng rau cần đúng không? Không, có mùa là rau vỏ mồm và có mùa rau cần. Nhưng là ai mà không ăn được rau cần như mình, nhớ nốt. Nói chung là chấm điểm quán này bao nhiêu điểm? Quán này mình thấy vẫn là 8-9 thôi, mặc dù là buổi tối rất đông. Buổi tối order hơi khó nhưng mà cơ bản là chất lượng cá vẫn rất là ổn. Okay. Mà thực sự nhá, là bởi vì là cái số lượng nó không nhiều ấy. Nên là cái số lượng bún hay bánh nào nó không nhiều ấy, nên là ăn đỡ no, đỡ bị đầy bụng. Với cả nhá, là có một điều mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn đi chơi buổi tối xong thì uống rượu các thứ ấy, thì ăn đủ nước rồi, nhanh tỉnh. Chả cá đây ngon nha, xin nói lại một lần nữa, chả cá ngon, thơm, cái vị của thì là ấy. Nhưng mà nó hơi mỏng với mình thôi, nhưng mà mình nghĩ là cũng vừa phải đấy. Nhưng mà miếng to phết, đấy, miếng to. Ăn chả cá đây ngon nha. Chúng mày hẹn hò với nhau rồi, tao bắt quả tang, chúng mày như nào. Hóa ra đây là nhân vật còn lại trong câu chuyện mày ghê gớm nha. Thấy người ta mặc đồ đôi không, xanh xanh nè, đi ăn với nhau ở góc nè. Xong thì chấp rồi, màu xanh mà. Màu xanh mà, cái mạn nào màu xanh trong cái áo này hả bà? Còn hơn chúng mày dân dân dữ dữ mập bờ, chúng mày giỏi rồi đấy. Trời ơi, bọn em mập rõ ràng nha, bọn em mập, ai cũng biết bọn em mập để bọn em đi tập gym với nhau. Bây giờ còn đứng giữa khâu cái gì gọi là ngã tư đường đây ngồi ăn bún cá này đấy. Ok, thì bạn của mình đang có mặt ở quán bún cá ở số 174 quán Thánh nha mọi người. Bún cá Văn.
một quán bún cá rất nổi tiếng, được lên các đài nước ngoài, và đằng sau bọn mình cũng là rất nhiều người nước ngoài ăn ở đây. Và ở đây chúng ta đã có 3 bát bún bánh đa thập cẩm với mức giá là 10.000 một bát to được. Ôi trời, lúc mà bê ra này bọn mình hơi sốc ấy, xong rồi cô bảo là xong bọn mình cần phải hỏi lại là bát này bao nhiêu tiền hả cô? Cô bảo là 50.000, chấn động. Nghe hèn nhờ, đấy nghĩa là mình không cần phải hỏi giá. Kệ đi, kệ đi, mình nghèo thì mình phải chấp nhận được đấy chứ em. Không sao, mọi người nhớ hỏi giá nhá. Nhưng mọi người ơi, một bát như thế này 50.000 thì đương nhiên mình sẽ phải hỏi giá rồi. Bởi vì ở bên trong này nhá, có rất nhiều. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy ngay hai con tôm. Đấy, hai con tôm đã được lột 1/2 cái vỏ, để cho những bạn mà có nhu cầu ăn vỏ hoặc không thì chiều được lòng tất cả khách hàng. Và có rất nhiều cá nha mọi người ơi, miếng cá nào miếng cá đấy to chà bá. Ồ nha, cái này tôi công nhận nha. Quả lúc nãy bọn em ăn ý, mà em đã thấy là miếng cá người ta thái rất là to rồi. Xong này đình quán này nó còn to gấp đôi cái miếng ở lúc nãy cô. To wow, quá nhà yêu ơi. Và đây chúng ta có thêm 2 miếng chả cá cũng rất to. Trời đất ơi, này mà không hỏi giá làm sao được ạ? Đúng không ạ? Quán còn tính là lãi không ạ? Thật sự bán với đam mê đúng không ạ? Quán này bán với đam mê. À còn rất nhiều giá nha. Đây là quán bún cá mà em thấy là có giá. Có giá? Ừ nó có giá mà. Nó có giá. Nó có giá, niêm yết rõ ràng hình kia kìa. Ơ nhưng mà ở đây không bị như quán kia, là quán kia bị trương gái ạ. Quán không bị trương. Sợi bánh ở bên này bé hơn. Bé hơn. Để ý ra sợi bánh ở bên này bé hơn quán đầu tiên bọn mình ăn. Rau ở đây là người ta sẽ dùng rau cải nha, gia đình nhà mình. Ồ, bắt bọn mình không có cần nha. Hay như bánh đa thì mới có cần hay sao ấy. Ngon nhỉ? Ngon quá. Cái kiểu ngọt ngọt thanh thanh chua chua ấy nhỉ. Với lại là bên này rõ cái vị nước rau hơn, kiểu người ta trần miếng nhiều rau hơn ấy. Nên là em thấy rõ cái vị rau luộc ra hơn. Thậm chí là cái vị cà chua đúng không? À còn có giá nữa, giá cũng ngọt nữa rồi. Đây chính là cái vị nước bún cá mà mình thích. Có nghĩa là nó có cả vị ngọt, vừa mặn vừa ngọt và đặc biệt là có chua. Chứ là cái chua này mình không cần cho giấm hay là thêm cái gì vào cả, thì nó cũng đã có một cái vị chua vừa phải đối với cá nhân mình rồi. Tuy nhiên thì nước dùng ở đây có mì chính nhá. Có mì chính nhá. Mình cũng thấy. Được rồi. Thật ra nhá, để kể cho mọi người đúng không? Thật ra cái quán ban đầu quán số 1 ấy bọn mình ăn, bọn mình cũng đã thấy có túi mì chính rất là to để cạnh bếp rồi, thì bọn em cũng đã biết được là trong này có rồi. Nhưng mà cảm thấy nó không rõ bằng bên này nhá. Bên này vẫn thấy có một cái vị mì chính, tự nhiên là vị thấy rõ hơn. Mì chính 13/4 luôn chị ạ. Chà, ăn đi để quên nhớ cũ em. Này, cái cá ở đây nó không chỉ miếng to đâu mà nó ít xương răm cơ. Nhưng mà nó không giòn như quán kia, nó kiểu bị thấm nước hơn. Em thích chả cá của quán lúc nãy hơn. Tại vì nó rõ cái vị thì là được các thứ hơn. Chả cá quán này nó cứ mặn mặn, nó cứ mờ mờ sao ấy. Nhưng mà nó không rõ cái vị thì nào, với lại kiểu người ta dán kỹ quá ấy, nên là nó hơi bị hơi quắt kiểu đấy. Hà Phúc không ăn được hải sản. Nên là cái bánh chả nó tanh hơn, thế nên là Hà Phúc không ăn được. Không thích ăn hải sản chứ không phải ăn được đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là bên này pha ít hơn, bên kia pha nhiều hơn, thế nên là nó đã bị giảm bớt cái mùi hải sản hơn rồi. Em biết cái hương vị này hơn gì rồi. Mọi người có bao giờ ăn là tép rang chưa? Tép ấy. Ừ, đấy đúng là cái vị tép rang luôn, mà nhiều vỏ tôm, vỏ tép các thứ ấy, chứ không phải cái vị kiểu chả thịt cá các thứ ấy. Đúng rồi, nhiều không nhiều giò sống. Đúng rồi. Này mà cái rau cũng ngon nhé. Cái rau con tôm ngon nha. Phải rau nó trần vừa phải, rau ăn nó giòn ấy. Mà nó xanh mướt luôn. Mọi người ạ, mình là một đứa dị ứng với tôm chưa bóc vỏ. Thì quán này đã cho tôi nửa vỏ được không? Tức là người ta tạo điều kiện cho những người đi cùng em đấy. Đúng rồi. Ví dụ như ước gì con tôm này được bóc sạch vỏ thì mình hạnh phúc lắm. Long ơi mà bóc hộ anh đấy. Về phần cá ở đây thì mình đánh giá đó, nó khoảng tầm 7 điểm. Bởi vì là mình thích ăn cá mà nó giòn hơn một tí. Tức là khi mà mọi người cảm giác giống như kiểu khi ăn quẩy giòn xong các bạn cho vào nước nhúng thì nó cũng vừa mềm mà nó vẫn có một cái độ giòn nhất định ấy, thì mình thích ăn cá kiểu như vậy hơn. Mà bên kia giòn hơn hả? Ngon hơn. Em cũng thấy quán đầu tiên giòn hơn nha, nhưng mà miếng cá bên này to hơn. Đúng to rồi, và dài hơn. Miếng cá bên này to hơn, nạc hơn và nó khá là ngọt. Tuy nhiên về cá nhân mình cảm thấy là nó hơi bị khô. Nhưng mà thẳng ra là về mức giá thì bên này xứng đáng hơn đấy. 50.000 là bên này xứng đáng hơn rõ luôn. Mặc dù bên kia có lòng cá bên kia ngon lắm. Chị tiếc lòng cá. Thế á, hóa ra người đến sau không bao giờ ăn được ngon nhất mày ạ. Thứ ngon thì luôn dành cho người đến trước mà. Ê, tao chính hết cả. Nhưng mà nhá, thật ra về một cái bát mà như thế này đầy rất là nhiều topping ấy mà có giá 50k thì em thấy rẻ đấy. Và xứng đáng với giá mà. Và quán bún cá Văn sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng tới 3 giờ chiều, là phục vụ cho cả ăn sáng và ăn trưa luôn. Rất là hợp lý. Anh nhà mọi người ăn trưa thì đến muộn hơn một xíu nhé, chứ tầm trưa là khu này nhiều khu văn phòng họ xuống ấy. Với cơ quan nhà nước họ xuống đông lắm, không che được đâu. Nhưng mà nếu mà muộn quá thì hết nhà mọi người ạ. Căn giờ nhá. Một khi đã ăn bún cá thì không thể thiếu được măng cay đúng không mọi người? Nhưng mà mình quyết định sẽ đi tìm một quán có tên là bún cá măng cay ở chỉ số 98A39.
triệu. Đây, bọn mình trước mặt bọn mình đây là ba bát bún cá măng cay, nhưng đặc biệt ở đây là gì ạ? Chúng mình được ăn trên mâm vàng, mâm bạc. À, sinh ra là ăn là ngồi mâm vàng ăn bát bạc ấy, đúng không? Sao vậy em? Em có vấn đề gì bọn chị? Em từng kim văn để chỉ là biết sách cho mọi người nha, mà không chỉ biết 100 phải biết 10.000 trang nha. Em phải giới thiệu đi, tao nghe xem nào. Thực ra là đây là bát bún thứ ba trong ngày của mình, rồi mình nhìn thấy cũng thấy bứ nhẹ mọi người ạ. Ừ, à Cường thì cũng bứ nhẹ, nhưng mà đến lúc mà gọi bún ấy thì mình với Hà Phu gọi là bát bún đặc biệt, Cường gọi bát bún thường. Đến lúc thấy ra thì đấy bọn mình muốn xả cá, Cường không có, Cường kém miếng khó chịu. Cường quyết tâm là phải gọi Cường ngay một đứa. Không, mình gọi đặc biệt to lòng gọi nhầm cho mình ấy. Ê, em bứ rồi thì mắc gì em gọi em xả cá. Em bát đặc biệt là 59.000 ấy. Ừ, bát bình thường thì là 49 thì không có chả cá, được 4 miếng cá nha mọi người. Còn nếu bát đặc biệt thì là có chả cá này, có ba miếng cá thôi. 3 miếng cá và 4 miếng chả cá. Ê, tao là 4 ấy. Ừ thì bát của mày là vì đặc biệt ơ kìa. Em là bát bình thường đấy em ạ. À thế thôi được rồi. Thực ra thì mình thấy nhá, thì đây là cái quán mà mình cảm thấy là cái không gian ngồi cho đến cách bài trí nó cực kỳ đẹp, cực kỳ kiểu ngồi mát mẻ, các thứ sạch sẽ. Mọi người thấy không? Bài trí rất là phố cổ Hà Nội, rất là dân gian Việt Nam. Nhưng mọi người có cảm thấy là nếu mà nhìn trong như thế này, trong nó bớt cái sự đầy đặn mà trong nó không ngon lắm bằng những bằng quán trước không? Tại vì quán trước đầy đặn. Người ta kiểu đầy đặn. Hoặc là do quán này mình ăn cuối. Chứ okay. Nếu mà mình ăn đầu thì có khi nó là một lựa chọn khác. Actually, chị mới ăn bát thứ hai nên chị không thể vấn đề. À thế à? Đấy. Mình sẽ thử nước rồi nha mọi người ơi. Đó là có măng vòng phát. Chua nồng nàn luôn mọi người. Ừ, nó rõ mùi măng nhờ. Nó rõ mùi măng cực. Mình sẽ thích kiểu ăn bún cá nhưng mà bát măng để ở ngoài. Khi nào thích ăn thì sẽ cho vào, bởi vì mình không phải là người thích ăn chua. Nhưng mà mọi người, mình thích ăn hơi chua nhẹ thôi đấy. Nhưng mà để măng vào nước dùng thì cả phần nước dùng đều chua rồi ấy. Thật ra thì lúc mà mình nghe được là bảo là sẽ đi ăn bún cá măng cay thì mình đã nghĩ đến măng cay ở Lạng Sơn. Em nghĩ đến măng cay Lạng Sơn và em cực kỳ kỳ vọng cái vị măng mà chua chua, nó ngọt ngọt, nó giòn giòn ấy. Nhưng mà măng ở đây nó là măng chua, mọi người, măng chua cay ấy, chứ không có vị ngọt đâu. Nên là bạn nào mà không ăn được chua hoặc là không thích ăn măng chua thì có thể là cân nhắc của quán này. Nói qua cái miếng chả cá, em thấy đấy là cái, đây là quán mà miếng cá có vẻ chiên là vừa độ nhất ấy. Tức là cảm thấy cảm thấy là nó vẫn kiểu không bị quắt quá, không bị chiên quá hay là bị vàng đỡ ấy, nó cũng ngon. Ừ, về nước dùng thì mình thấy là nó mặn, tức là nó khá là đậm đà, nhưng mà đậm đà theo kiểu là nó rất là mặn. Kể cả là có măng vào chua rồi nhưng mà cái vị chua đấy nó vẫn chưa thể cân bằng lại được với độ mặn của trong bát nước dùng này ấy. Nhưng mà vừa ăn vừa uống với cả nước cốt rất ngon. Nước cốt là trà nhài nha mọi người. Trà nhài rất là thơm nha, mà kiểu không rõ vị cốt đâu, không thấy vị chua, kể cả là cần chua không thấy chua thế nào luôn. Mà nó chát. Rồi con mẹ đấy đoạn khen chưa? Cảm ơn em nhá. Đến là người ta gọi 10 lít uống một mình này. Cái phần chả cá đây họ đã ép thật là dệt ra rồi, thì nó cũng khá là thơm cái mùi thì là và mùi cá. Nhưng mà mỗi tội là nếu mà để ngoài thì ăn nó dai lắm mọi người, ăn nó bị dai, mình cũng thắc mắc ấy, kiểu ăn xong mình ngạc nhiên ấy. Có khi cho vào nước nó sẽ vẫn dai nhưng mà dai kiểu ngon, còn ừ, dai của em nó dai của em nó dai kiểu không, cái kết cấu của nó khá là đặc biệt, tức là trong mỏng mỏng thôi nhưng mà bên trong nó rất nhiều thứ ấy, cái nó rất là dày ấy, nó làm mình liên tưởng đến cái kết cấu của thịt hổ hả. Đúng không, nó cứ dày dày xong rồi dai dai như thế, thịt hổ lại hơi sốt. Tức là ý là cái hương vị ấy chắc chắn là không giống, nhưng ý là về kết cấu ấy nó cũng kiểu dai dai đặc đặc. Này tính ra nhá, trong ba quán nhá, bây giờ mình sẽ tổng điểm xét chung thì mình thấy ba quán thì mình thấy chả cá quán đầu tiên là ngon nhất. Kiểu là cái quán mà chị Hà không được ăn. Và mình cũng thấy là hương vị quán rồi, có cái lòng cá mà Hà rất thích. Cũng Hà chị Hà cũng không được ăn. Thực ra là quán này thì được cái là cá chiên rất là khéo, cá chiên khéo. Mặc dù là để nước khá lâu nhưng mà cái độ giòn của nó vẫn khá là tốt. Nhưng mà phần nước dùng thì mình chưa ưng ý, phần măng cay thì một lần nữa mình cũng chưa ưng ý quá. Hoặc là không hợp khẩu vị bọn mình thôi. Tại bọn mình đã quen kiểu ăn măng nó cứ chua chua, nó ngọt ngọt ấy. Nên là khi ăn cái này bọn mình kiểu bị kỳ vọng quá. Khi ăn mình cũng xin phép khẳng định mọi người là cá bên này ngon hơn quán trước nha. Ừ, anh có thấy quả bên này ngon hơn. Cái nhất mình thì mình thấy là ở đây thì cá ở đây là ngon nhất trong ba quán mà mình ăn từ sáng đến giờ. Ừ. Đó. Dạ vâng, em đâu có được ăn quán trước đâu mà em biết ạ. Xin lỗi. Em xin lỗi anh chị ạ. Người đến rồi, cảm thấy làm được không anh ơi? Anh cảm thấy là anh không yêu em nữa thì anh nói một câu em sẽ rời khỏi set quay này để anh hạnh phúc bên người đấy. Thì bọn mình xin phép tổng kết lại về ba quán bún cá mà bọn mình vừa ăn. Chỉ tổng kết hai thôi. Cho một quán thích nhất được không? Cho ba là đấy ạ. 1 2 3 1 thứ hai. Yes. Thì tại vì chị cũng ăn quán một thôi. Ồ, tự nhiên em lại nhớ ra quán một là quán em chọn mày à? Đúng rồi, quán một lại là 1 2 3 1. Đây,
đây là có sự giàn xếp rất là cả một và hai, tại vì quán hai kết hợp với nhau sướng nhở. Tốt nhở, kết hợp với nhau là sướng thì tốt là hai có kết hợp với nhau siêu tốt luôn, tại vì là quán thứ hai có mức giá và đồ ăn nó rất là nhiều so với mức giá. Quán thứ nhất thì làm chỉn chu hơn về những cái loại topping khác như là lòng này cá này, chả cá này ngon lắm đấy. Còn quán thứ ba thì ý là trong ba quán thì mình sẽ đặc biệt quan tâm nhất về phần nước dùng, vì phần nước dùng ở đây mình thấy hơi đậm so với cá nhân mình, vì vậy nên là mình sẽ chọn quán trước. Còn Hà Pu thì sao ạ? Em thấy quán một quá ấn tượng với em. Thật sự là kiểu đấy, là thật ra nghe em không hay ăn bún cá ở Hà Nội đâu, em chỉ ăn bún cá ở Hải Phòng, mà hình như em chưa bao giờ ăn bún cá ở Hà Nội một quán nào cả. Chỉ ăn bún cá chấm thì ăn rồi, nhưng mà kiểu bún cá theo kiểu này mình chưa ăn một quán nào. Thì quán đầu tiên khiến mình quá ấn tượng ấy, tại vì là từ cá này, chả cá rất ngon, nước dùng cũng ngon, rồi làm cá nó ăn rất là hợp và cũng khá là đáng tiền với cái giá là 45.000 một bát ở trên. Còn ở đây thì một bát đặc biệt của mình sẽ có giá là 59.000 và một bát bình thường của vườn thì sẽ được giá là 49.000. Thì so với mức giá thì mình sẽ thấy nó hơi cao hơn một chút xíu thôi, tại vì là thật ra bên trong topping nó cũng không quá nhiều. Không, nhưng mà nhá, nếu mà mình tính cái mặt bằng ở đây nhá, thật ra thì với cái giá là 59.000 một cái không gian này, điều hòa máy lạnh này, xong rồi còn là một cái địa điểm mà giao giữa hai cái quận mà trung tâm ấy, Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm ấy, thì em thấy là cái giá này cũng hợp lý. Chỉ có là nếu mà quán có thể là cho đầu tư hơn về chất lượng một tí xíu thì em thấy rất là ok, rất đáng để thử luôn á. Ý là mùa hè mà các bạn thèm ăn bún cá thì các bạn nên đến đây, vì nếu các bạn thấy sổ ơi, điều hòa các thứ bắt rượi rượi ra lạnh, với lạnh. Cả là không gian nó cũng sạch sẽ, nó cũng kiểu gọn gàng sạch sẽ, xinh xinh xẻo xẻo từ đấy. Cả ba quán mà bọn mình chọn ngày hôm nay thì cũng không có quán nào là tệ cả, tùy vào nhu cầu của mọi người thôi. Đây chắc chắn là sẽ có quán ngon nha mọi người nha. Ừ, và chắc chắn là các bạn sẽ thích một trong ba quán, bởi vì một trong ba quán của bọn mình đều là một trong ba quán mà quán sẽ có một cái đặc điểm khác nhau. Với lại nha, làm ba quán bọn mình đều đang tìm hiểu và được rất nhiều bạn là yêu thích cũng như là bảo bọn mình đến ăn thử ấy, nên có nghĩa là sẽ hợp với nhiều người hơn. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người, tạm biệt, bye bye. Bye. Thế nào thì đi chăng nữa thì cũng không nên đi cướp chồng người khác nha mọi người, bye bye. Mình chính là nhà mình nha. Hôm nay ăn gì?